Ui, nóng này mọi người ơi. Nóng ấy. Bún bò Huế đúng không? Ui. Mọi người biết là món gì không? Mọi người, làm sao mọi người biết được? Đây là mì cay đúng không? Mì cay đúng không? Nổi da gà. Tay không ăn được cay. Để xem nào. Rồi sao ăn ta? Em được ăn chưa? Ok. Em ăn nha. Thật ra mì cay hơi sợ. Bình thường đi ăn mì cay Hàn Quốc chỉ ăn là tốc độ 0.5 ấy. Không biết mì này mì của Ngân Phượng tốc độ bao nhiêu. Hơi bị mùi ớt, hơi bị sọc lên mũi một chút. Nhưng mà sau khi mà lúc mà nhìn vào bát mì ấy, thấy rất là nhiều màu đỏ này, thấy rất là nhiều ớt này, thì cứ nghĩ là mì sẽ cay. Nhưng mà ăn vào thì đúng là cay thật. Cay thật mọi người ạ. Nhưng mà cái này hơi nóng ha. Anh Tuấn ơi, em ăn đồ này có bị gì không? Được không? Nhưng mà ý là không, nhưng mà ý là có ảnh hưởng đến ăn không? Không đúng không? Thôi em chắc cũng... Tại vì là mì rất là ok. Nhưng mà cay thì không ăn được. Cho nên một miếng nữa thôi nha. Cần quá. Thật đấy, mình đâu ăn được đồ cay đâu. Không thích ăn thế nào á, thì cũng không thích đâu. Đồ cay không ăn được. Không thích đâu nhá. Nể lắm nha. Chuyển canh.